Bộ Quốc phòng Nga đặt các lực lượng trong tình trạng báo động trong trường hợp có nổ bom bẩn. Các lực lượng và phương tiện của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện bị nhiễm phóng xạ do hành động khiêu khích được chuẩn bị sẵn bằng bom bẩn. Điều này đã được người đứng đầu lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trung tướng Igor Kirillov cho biết. Theo ông, Bộ Quốc phòng Nga có thông tin về việc Kiev đang lên kế hoạch khiêu khích liên quan đến việc kích nổ cái gọi là bom bẩn hay vũ khí hạt nhân năng suất thấp. Mục đích của những hành động như vậy của phía Ukraine, ông Kirillov gọi là buộc Nga phải sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và phát động chiến dịch chống Nga nhằm làm suy giảm niềm tin vào Moscow của trên thế giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai tổ chức Ukraine có hướng dẫn để tạo ra một quả bom bẩn. Công việc trong lĩnh vực này đang ở giai đoạn cuối cùng, vị tướng nói.